tí nữa được. Đây 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 rồi. Đang quay rồi, nói đi. Bắt đầu đi, chào các bạn đi. Chào các bạn. Tôi là Trần Minh. Tôi sinh năm 1990, học bằng thổ song ngư. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các bạn một số bài tôi đã viết. Đấy là bài luận về tự hỏi lòng mình. Trên đời có ba loại người không ra sao. Loại thứ nhất khoe cái dũng khí nhất thời mà quên đi đại cục, hoặc vì quá nông nổi mà lao lên thí mạng. Loại thứ hai toan tính quá nhiều, lại vì vậy mà bỏ lỡ mất thời cơ. Loại thứ ba, khí cục nhỏ nhen, làm gì cũng chỉ chăm chăm thỏa mãn bản thân, chẳng có gì đáng nói. Phàm trên đời có những cao nhân hơn người, tuy vậy họ hành sự cũng chỉ cốt thỏa mãn bản thân. Thời loạn thì đi lánh đời ở ẩn, thời bình thì lại đi du sơn ngoạn thủy, há chẳng phải không khác mấy với loại có khí cục nhỏ nhen sao? Nói chậm thôi. Và lại, quân tử thấy lợi thì làm, không lợi nhất định không làm. Thánh nhân chu du ở miền vô cực, đêm mộng thấy bướm, ngày đi dép rơm. Chân nhân biến hóa khôn lường, như biển hồ, như bão tố. Do đó, thấy hợp thì phải chuẩn bị tách, thấy no đủ thì phải chuẩn bị phá. Lấy cái dụng của muôn loại làm cái trí của mình. Làm được hết mà không cần nghĩ, cảm được hết mà không điên, dung được hết mà không tạp loạn. Lời nói tuy không đồng nhưng tình cảm phải đồng, hành động tuy không đồng nhưng trí phải đồng. Hà Nội, nhân sinh như nước chiều lên xuống, được mất tự tâm xét, thành bại thản nhiên đón, chỉ cần hỏi lòng, không thấy hổ thẹn ngoại thôi. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các bạn một bài thơ, đó là những vần thơ chưa viết. Hằng bao đêm tôi nằm thức thao suy nghĩ, phải làm sao để có một ngày mai, phải làm sao để có một tương lai, phải làm sao để có một cuộc đời mình. Không danh vọng, không tiền tài được mất, không hư danh, không ham muốn điều chi, chẳng lo toan, chẳng ước hão thứ gì. Mỗi một ngày sẽ là một ngày trọn vẹn. Các bạn tìm hạnh phúc nơi đâu? Lạ lùng sao ở ngay bên mình đó. Chớ nệ vào những thứ mình chẳng có, chớ ngại ngùng và cũng chớ đắn đo. Bởi vì các bạn ơi, chúng ta thuộc về tự do. Cuộc đời này thật là đáng sống. Những gió sương trong từng cơn mơ mộng sẽ ươm mầm hạt mấm của tình thương. Người mẹ già trong nghi ngút khói hương, khấn nguyện cho đất nước sẽ chẳng còn chinh chiến, cho tiếng chim reo ca khi bình minh hiển hiện, sẽ ru người đã khuất mãi ngủ yên. Tôi và bạn sẽ đi khắp mọi miền, tới những rừng núi hoang vu, tới những đô thành tấp nập, tìm cho mình bước chân trên nẻo đường tự lập, tìm cho mình những hạnh phúc vô biên. Các bạn ạ, chúng ta cần phải gan kiên. Các bạn ạ, chúng ta cần phải trở thành mãi mãi. Các bạn ơi, chúng ta hãy trở nên vĩ đại. Các bạn ơi, hãy tìm thấy trong tim mình và vũ trụ bao la. Sau đây tôi sẽ tặng các bạn một bài ca, tất nhiên là tự sáng tác. Ta đem tình yêu đến trong cuộc đời, xua tan hận thù, xua tan bóng tối. Ta đem niềm vui tới cho mọi người, sưởi ấm trái tim đang còn khổ đau. Tôi muốn tặng bạn một bài ca như có hoa trong cuộc đời, đem mùa xuân tới khắp mọi nơi, đem tình yêu cho loài người. Sau đây tôi tặng các bạn một bài violon, tất nhiên là cũng tự sáng tác. Giới thiệu bài gì ạ?
là rất là vui nhộn. Nói về quãng đường à, quãng đời tôi đi chơi nghệ sĩ đường phố, khi người ta lướt qua thả tiền vào, đó là gọi là glissanta, glissanta. Đi tìm ra những điều kỳ diệu trong những khoảnh khắc thăng hoa. Sau đây để tiếp tục chương trình, tôi sẽ đọc một bài thơ thật dài. Và tôi sẽ đọc thật chậm. Tiếng ai nghe ra giết bến xe khuya, như tiếng thở cỏ lau mùa trở gió, như vụng dại tiếng nỗi lòng thùa nhỏ, giặt dìu phôi pha chan chứa trái ngang. Tiếng ai nghe nức nở lệ hai hàng, làm sao biết nỗi buồn còn ở đó. Giữa đất trời mình trở nên thật nhỏ, vì sao kia dẫn lối tới nơi đâu. Tiếng ai kia cùng ta hỏi đôi câu, vì sao thế bạn ơi, vì sao thế. Câu chuyện thủa xưa đến bây giờ mới kể, liệu còn ai lắng nghe tiếng của mình. Tiếng ai nghe chăn trở cõi điêu linh, bụi phù du tràn trên đời trắng. Dịu dàng mà nguôi ngoai, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như tiếng mưa rơi tỏ với đất mối tình. Tiếng ai nghe như tiếng khóc của mình, cứ đau đớn trong lòng về linh hồn, về thế giới. Cứ cố tìm lời sao cho tươi mới, cả nỗi lòng như chỉ trực trào ra. Tiếng ai nghe như tiếng mẹ khuyên ta, thoảng trong gió âm thầm mùa quả chín. Ngắm cuộc đời như cây vàng lá mịn, hiểu được ai khi nghe tiếng mẹ khuyên. Tiếng ai nghe rôm rả hàn huyên, cứ cướp lời để là người nói trước, những lời ấy rồi được những ai nghe. Tiếng ai nghe như tiếng lè nhè, ồ thằng Chí Phèo bước ra từ trong chuyện, chửi nhau xong rồi hãy chết nhé mày ơi, con dao kia tao đã cầm sẵn rồi, hãy cùng tao đi vào xứ chuyện, mày sẽ được nghe tiếng của nhiều người. Vang vẳng đâu đây tiếng học trò cười, cứ bi bô chuyện thầy đồ liếm mật. Vang vang tiếng các ninja truyền âm nhập mật, tiếng oang oẳng con vàng sắp chết, tiếng giấy chót sợ sệt, tiếng cười vang của những thằng hề, tiếng những bà mẹ khóc những đứa con không về, tiếng những lãnh tụ hô hào, thanh niên ơi hãy chết vì tổ quốc, tiếng Prometheus đưa cho loài người ngọn đuốc, hãy cẩn thận với trí tuệ của mình. Đến đây thằng Chí Phèo để tôi lại một mình, nó nói rằng cần về ăn cháo cùng thị nở, chỉ còn mình tôi bên bức cổ văn đầy trăn trở, hãy cẩn thận với trí tuệ của mình sao. Tiếng cổ nhân vọng vang khiến nước mắt tuôn trào, một giống loài phải làm gì để vươn tới những vì sao, và còn những đỉnh cao và những vực sâu, ai sẽ là người chinh phục chúng. Ở đây không hề có sai hay có đúng, chỉ không thể hay có thể mà thôi. Dường như ai đó điều khiển môi tôi, tội lỗi chẳng là gì với những người sẵn sàng dũng cảm chuộc lỗi. Những tội ác cần được cứu rỗi, hãy chỉ cho tôi thẳng đường đến hồn anh. Bỗng ùa về tiếng của đêm thanh, tiếng dương cầm vang lên phá tan tịch lặng. Khúc mẹ thương con trong trời xuân im ắng, dịu lại lòng sau cuộc cãi vã ban chiều. Bây giờ
đây để tiếp tục chương trình. Trần Ninh ơi, Trần Ninh, bây giờ anh tạm dừng cái này đi, bây giờ em bảo này. Không biết rồi, anh Trần Ninh cứ nghĩ anh ký bước đi xong ra đây em bảo. Giờ sẽ đến giờ chill rồi các bạn ạ. Các bạn đã nghe chill của Denbo chưa? Câu hỏi gì? Cứ nói đi, cứ nói đi, cứ nói đi. Chưa có đâu, cứ nói đi, cứ nói đi. Chưa có, bây giờ anh không nói. Có thể đặt ra cho tôi để tôi trả lời. Vâng, với... Dao găm cắm vào tim thằng bé. Miệng nó mỉm cười trước lũ cướp điên rồ. Cảm ơn bọn mi đã cho ta chết sạch trước khi đời ta chan chứa căm thù. Nói rồi cậu ngã ngay xuống đất, ngay cạnh xác người mẹ thân yêu. Tiếng ngựa phi, tiếng hét hoảng loạn, lửa bừng bừng trên đồng cỏ hoang liêu. Yamanoka đứng trên đồi xa khóc lóc. Còn đâu làng, còn đâu mái nhà tranh, còn đâu mẹ và người em yêu quý. Lòng căm thù cháy theo đồng cỏ xanh. Cậu lặng lẽ bám theo lũ cướp, đến tận nơi chúng cất giữ kho tàng. Châm mùi lửa châm thiêu sạch khi chúng ngủ, rồi đứng nhìn cho thỏa nỗi hờn căm. Người nghe chuyện nắm tay giận dữ, Yamanoka làm thế sai rồi. Có lẽ đâu lấy oán báo oán thì hận thù sẽ mãi trên đời. Người hát rong khoác tay không nói. Ông chính chàng thanh niên năm nào, Yamanoka giờ đây lang bạt, đem chuyện đời buồn kể khắp nơi nơi. Trong đám đông có một người con gái khóc đẫm mi khi nghe câu chuyện kia. Yamanoka liền đến bên thầm thì, hỡi người đẹp chớ mau nước mắt. Chính tôi đây từng đi khắp thế gian và đã thấy bao nhiêu điều tàn nhẫn, đáng sợ thay cho kẻ thiếu dạ gan. Hỡi người anh hùng vừa mới gặp, chàng rất xứng đáng với tự do. Nhưng khi về già ai sẽ bên chàng đây? Ai sẽ nâng khăn và sửa túi, hát du chàng khi thao thức những canh trời? Ồ, hóa ra nàng tội nghiệp cho ta, cho cuộc đời phiêu lưu khốn khổ. Đôi cánh ta giờ già nua sắp gãy, còn tự do thì chẳng đáng một đồng trinh. Nàng thiếu nữ chợt lau lệ cười xinh. Chàng hãy cầm lấy chiếc khăn này, nó sẽ giúp cho chàng nhiều đấy. Yamanoka lật lật chiếc khăn bông, lau lên mặt thấy thơm và mát dịu. Soi vào gương tóc trắng hóa tóc đen, chàng thấy lạ liền bước chân chen. Náo nhác tìm bóng người thiếu nữ, chợt thấy nàng ngồi cạnh đóa tường vi. Liền lại gần nàng ngâm lời cổ thi. Hoa trắng bên mây trắng, bầu trời một ánh trăng. Nỗi buồn sao sâu lắng, có ai biết chăng rằng sương xa chẳng đợi tối, người đi chẳng đợi tôi. Mây bay không chờ gió, bốn mùa cũng thế thôi. Giờ chàng trẻ lại rồi nên muốn yêu ngay một người con gái. Chàng liền ôm chầm lấy nữ thần thanh xuân. Nàng trừng phạt ngay hành vi xuồng xã. Yamanoka bị biến thành đứa bé con, chân bước lon ton và quên hết quá khứ. Cuộc phiêu lưu giờ chỉ mới bắt đầu. Có Vivian chào Trần Linh. À, chào bạn Vivian ạ. Hello. Sau đây tôi sẽ đọc một bài thơ nói về tình bạn. Nói về tình bạn giữa tôi và một người bạn rất thân, có thể gọi là tri kỷ.
Tại tôi mới làm cho nên có thể chưa thuộc ngay. Nếu mà nói quá lên thì các bạn cũng đừng trách. Bạn và tôi chung những đau thương. Chung... Bạn và tôi chung những đau thương. Cái bài gì chưa biết ai thôi. Anh đọc những bài bài có sự nhận. Bỏ qua rồi. Chung sống. Chung bão tố. Sương. Chung bão tố, sương rông và sóng gió. Bạn và tôi chung những đau thương. Chung bão tố, sương rông và sóng gió. Chớ khóc nữa, sau mưa trời sẽ đỏ, mặt trời lên như tình bạn chúng ta. Hỡi tri kỷ muốn tặng bạn bài ca bằng giai điệu của bầu trời sấm sét. Khúc ca về hai người anh hùng băng triệu ngàn km, đem tình yêu vĩ đại tới cuộc đời. Xin hết ạ, cảm ơn bạn Vivian đã lắng nghe. Nhiều, có nhiều, có nhiều. À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sau đây để tiếp tục chương trình, tôi sẽ tặng một người tri kỷ khác, một người tri kỷ khác. Chứ không phải tri kỷ vừa rồi. Tôi có rất nhiều tri kỷ ạ. Tri âm cũng có rất nhiều. Ê, tri âm đây có Ngọc Anh và anh Long đây rồi. Những người lắng nghe tôi thì gọi là tri âm. Còn những người lắng nghe tôi, những điều vặt vãnh linh tinh của tôi thì gọi là tri kỷ. Còn tất nhiên là lắng nghe những cái gì hay tất nhiên là tri âm nữa. Có những điều vặt vãnh linh tinh, ai biết lắng nghe sẽ trở thành tri kỷ. Chớ nệ vào trái tim hay lý trí, chính tình bạn sẽ khiến ta thành người. Hãy yêu đi và luôn cứ vui tươi. Bây giờ tôi sẽ đọc. Dòng thiên hà bừng rỡ áng thương khi người bạn cũ bên những người bạn cũ, vạn triệu ngóng mong thành hội tụ. Bạn yêu tôi trong chớp mắt sau cùng, dáng nhạn thiên thanh tỏa rỡ trùng trùng. Bóng nước cháy đổ lồng trong lệ lửa, dịp này thôi tha nhân thành bùn giữa. Vũ trụ xoay vần trượt bùng khóc trong ta. Bạn không đổi tôi lấy linh hồn và máu. Tôi cần bạn hơn cha mẹ của mình. Bạn đừng chết bạn ạ, tôi sẽ chết. Chỉ mong sao kiếp sau có mình của mình. Áng mây ngang trời, lòng thanh thản và đôi chân tự bước. Ta đến cuộc đời vô tư mà không hề hẹn trước, chẳng quan tâm sẽ làm gì và gặp ai. Nhưng bất chợt gió thì thầm vào tai, hãy đi tìm những buổi chiều hoang hoài. Hãy đi tìm những cô liêu khắc khoải. Hãy mở lòng đón nhận những ban mai. Thế là nghe gió ta đi mãi, chẳng nhận ra là mình đã đổi thay. Đã ngây dại, đã điên say, đi tìm mãi một nàng thơ trong ký ức. Lấy nụ cười che khuất những cô đơn cùng cực. Nhưng khi một mình lại càng đớn đau hơn. Ta hy vọng mình sẽ hiểu nhau hơn. Từ những chuyện trò về đời thường, về cuộc sống. Từ chuyến đi về khoảng trời mơ mộng. Bất cứ áng mây nào cũng có ý nghĩa riêng. Đối với ta tình bạn rất thiêng liêng. Thấu hiểu nhau là một điều vô giá. Đừng để tham vọng khiến tâm hồn tàn tạ. Đừng để hận thù lừa dối những con tim. Có thật sự ta luôn muốn lặng im trước sự tàn bạo của những điều vô lý. Bên sự thờ ơ tưởng như đầy lý trí, lại vô tình ẩn chứa những nỗi đau. Sau khi nước mắt đã được lau, những vết cắt trong tim có còn ứa máu. Liệu sau khi quên đi những nỗi niềm đau đớn, những linh hồn có trở về thế giới của cô đi không? Có gì đâu mà em vẫn luyến lưu. Là hạnh phúc ư hay là dĩ vãng? Là ký ức về buổi chiều lãng mạn, tay nắm tay chiếc lá rơi. Mình đã hiểu về nhau chưa em ơi? Sau bao lạc lõng trong hơi thở khẽ, tóc của cô vai nhìn đã trở thành niềm say đắm vô biên, đã trở thành những khát vọng man miên.
bên ngọn cỏ trên thuyền đê lộng gió, bên dòng sông trời thắm đỏ, bên rừng cây và những tiếng chim reo, bên màn đêm và ánh trăng treo, bên biển lớn và vô vàn những cánh buồm hy vọng, bên thành phố và những mái nhà gợn sóng, bên tất cả chỉ khi được bên em. Giống như khi xếp hàng mua kem, trong tình yêu đợi chờ là cần thiết, giống như cây bút thời tập viết, dù ngay bên vẫn mải miết kiếm tìm, giống như là những chú chim bay đi mãi ngóng một mùa xuân ấm, giống như là những cây nấm, giống như là những bông hoa, giống như là những lời ca, là tất cả và cũng là duy nhất, là hy vọng tôi cùng và chân thật, là giấc mơ và cũng là những lời ru, là vô tận trong một thoáng thiên thu, chỉ trong khoảnh khắc nhưng thực ra là mãi mãi. Thế là mùa xuân đã quay trở lại, sau bao nhọc nhằn, bao tham vọng xa xôi, trái đất giống như một vòng nôi, nuôi dưỡng những linh hồn trong tuổi thơ vũ trụ. Sẽ là quá tham lam khi thấy còn chưa đủ, khi được mang trong mình hy vọng của tương lai, khi mặt trời tỏa sáng mỗi ban mai, khi được sống và cảm thấy mình đang sống. Tôi và em sẽ trở thành giấc mộng, tìm thấy tự do bên những trái tim. Hay quá, bài đỉnh đấy, vỗ tay. Đây là bài thơ Mây Trắng tôi sáng tác. Giới thiệu qua về bài thơ, lý do sáng tác nha. Lý do sáng tác là tôi đã yêu một nàng thơ 20 năm trời. Và giờ đây nàng đấy đã có 3 con. Và tất nhiên là không phải con của tôi. Và cái bài violon đầu tiên tôi tập là để thơ nàng ấy nghe. Giai điệu nó như thế này. Bài này có thể là đỉnh cao của Mozart. Nhưng mà tôi vẫn chưa tập xong, tôi chỉ mới thể hiện tập một nửa. Thì nàng đấy đã đi cưới chồng rồi. Rất tiếc. À, rất tiếc cho tôi, không phải rất tiếc cho các bạn. Rất tiếc cho cô ấy mới đúng. Không, không. Cô đấy em rất hạnh phúc. À, thế yeah. Không, không, không tiếc à? Không tiếc Tôi đoán thế. Thật không? Thật. Thì trong những năm yêu anh đã từng làm cái gì? Trong những năm chờ đợi tình yêu của mình. Trong suốt 20 năm chờ đợi tình yêu, tôi đi lang thang mọi nơi. Không, trong tìm chân lý sống, tìm chân lý sống và tìm chân lý của cuộc đời. Thế là tôi tìm ra rất nhiều chân lý, nhưng chân lý thì mới chỉ tìm ra 3 cái. Nhân tiện đây tôi đọc luôn. Chân lý thì có rất nhiều, ví dụ như trở ngại lớn nhất là thành công. Thì thành công sẽ khiến bạn mờ mắt, không nhìn thấy những điều kỳ diệu xung quanh mình. Có rất nhiều những điều kỳ diệu nhỏ bé xung quanh, hoặc bởi vì thành công khiến các bạn mở mắt. Thứ hai là triết lý về độc lập tự do hạnh phúc của Bác Hồ, thì tôi nâng lên thành độc lập tư tưởng, tự do hành động, hạnh phúc tâm linh. Thứ ba là, nói chung là có nhiều, nhưng mà tôi thích nói về chân lý hơn. Tại chân lý là nó thường hằng. Ví dụ như chân kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, tôi truyền được một vị cao tăng truyền trong bệnh viện thần kinh Sài Đồng. Lúc tôi có dịp vào ghé thăm chính mình trong đó. Và tôi đã học được chú Đại Bi. Tôi phổ nhạc các chú Đại Bi. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Đa Dạ Dạ, Nam mô A Di Đà, Bà Lô Kít Tê Thư Quá Thơ Dạ, Bồ Đề Tát Đoà Bà Dạ, Ma Ha Tát Đoà Bà Dạ, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ, An Tam Văn Dạ Văn Duệ, Su Đát Na Đa Tòa,
nam mô tất kiết lật hóa y mông a li y ra ba lô kiết đế thức phật ta sang đa bà nam mô na ra cần chi hê li nam a ban đa sa mê tát ba a tha đậu du bằng a thệ dựng tát ba tát đa nam mô ba tát đa nam mô ba già ma phật đặc đậu đát điệt tha an na ba lô hê lô ca đê ca na đê di hê li đa dựng cú lô ít mong độ lô phật xa ra đế nam ma phật xa ra đế địa lị mi thất na ra sâm vật ra xa lợi phật xa phật sâm phật xa xa ra ô lô lô ma ra ô lô lô hê lị ta ra tật lị tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đề dạ ấn di đế lị dạ na ra cần chi địa lị sắc ni na ba dạ ma na ta ba ha mục đế lệ y hê di hê ma ra na ra ta ba ha na ra cần chi ta ba ha gia kiết ra tất đa dạ ta ba ha nam mô a ra đa 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 ra dạ dạ nam mô a di đà ba lô kiết đế thức phát ra ra bồ đề tát đoà ba ra ma ha tát đoà ba ra ma ha ca lô Đây có tôi rất hâm mộ Phật giáo. Tôi không theo Phật giáo nhưng mà tôi rất hâm mộ Phật giáo. Cho nên tôi đã sáng tác rất nhiều nhạc Phật. Ví dụ như bài này. Làm tôi rất tĩnh tâm sau những giờ chiêu của đèn phơ. Thì tôi thay đánh nhạc Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có yêu cầu hát bài Thu Tím này Minh ơi. Ok, mình sẽ hát bài Thu Tím. Yeah.
giới thiệu với chú Tím đi. Bài này là lần trước mình đi vào Sài Gòn để thuê với Van Louis Ru. Thì mình đã sáng tác bài này trong một căn phòng cực kỳ yên tĩnh vào lúc buổi trưa. Lúc đó mình chỉ suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi được cái bức bối lúc chưa nắng hè đâu đấy. Nên mình nghĩ mình hóa thân thành một cơn gió rất là hay. Và bây giờ mình sẽ hát một bài tên là Giấc mơ của gió. Hiếu yêu cầu bài này chưa phép của Dan Vâu. Anh giấc mơ của gió đi.
chương trình xin tạm dừng và xin các bạn theo dõi Blue is Blue mỗi ngày vào lúc 8:30.